Vào ngày 25 tháng 2, RRR Entertainment cho biết, vào chiều ngày 23 tháng 2, Hyerim đã hạ sinh một bé trai khỏe mạnh tại một bệnh viện ở Seoul. Hiện tại, cả mẹ và bé đều có sức khỏe tốt và đang được nghỉ ngơi dưới sự hỗ trợ của Simin Chun, gia đình và bạn bè. Công ty cho biết thêm, cảm ơn các bạn đã gửi đến họ sự quan tâm và tình yêu nồng nhiệt như vậy. Chúng tôi mong các bạn chúc phúc ủng hộ cho Hyerim và Simin Chun cùng đứa con mới sinh của họ. Cũng vào ngày 25 tháng 2, Hyerim đã đăng một bức ảnh bàn chân của em bé lên Instagram và viết: Saranji của chúng tôi đã chào đời khỏe mạnh, tình yêu sét đánh là có thật. Nữ ca sĩ cũng thêm vào ngày sinh của em bé, ngày 23 tháng 2 năm 2022. Thành viên nhóm Wonder Girl Hyerim hẹn hò với ngôi sao Taekwondo Shin Min Chun trong 7 năm trước khi công khai mối quan hệ thông qua chương trình thực tế trong Be Jealous. Trong chương trình, Hyerim chia sẻ huấn luyện viên của Shin Min Chun quen biết cha của nữ ca sĩ. Họ được giới thiệu làm quen thông qua bữa ăn của cha và huấn luyện viên Taekwondo đó. Đến tháng 7 năm 2020, chỉ vài tháng sau khi công khai, hai ngôi sao tổ chức hôn lễ riêng tư. Tháng 10 năm 2021, Hyerim thông báo cô và Shin Min Chun đang mong đợi đứa con đầu lòng. Trong một tập phát sóng đặc biệt, Hyerim và Shin Min Chun đã thực hiện buổi chụp ảnh cưới đáng nhớ của mình. Các thành viên nhóm Wonder Girl cũng tham gia bằng cách ghi âm những lời chúc mừng của mình cho cặp đôi. Theo giám đốc sản xuất Hơ Hang, khán giả rất yêu thích tạo hình váy cưới của Hyerim cũng như những phản ứng của Shin Min Chun. Hơ Hang chia sẻ rằng buổi chụp hình đám cưới này không nằm trước trong kế hoạch của chương trình. Cặp đôi đã có dự định trước cho buổi chụp ảnh cưới này nên buổi chụp hình không phải một phần kế hoạch của chương trình. PD Hơ Hang còn tiết lộ, Shin Min Chun đã nói với đội ngũ sản xuất chương trình thêm vào sự kiện cầu hôn. Tại Hàn Quốc, cầu hôn hoặc đính hôn là một sự kiện đặc biệt sau khi cặp đôi đã đồng ý tiến tới hôn nhân. Nhưng buổi cầu hôn này được dời xa khỏi địa điểm quay chương trình để Hyerim và Shin Min Chun có khoảng thời gian riêng tư bên nhau. Về sự xuất hiện của các cô gái nhóm Wonder Girls, ông chia sẻ rằng chương trình đã cố gắng mời họ tham gia. Hyerim nói rằng cô ấy vẫn còn giữ liên lạc với những thành viên khác của nhóm Wonder Girls. Asuhi đang bận rộn với việc diễn xuất, cô ấy không xuất hiện nhiều trên các chương trình thực tế. Các thành viên khác cũng có những kế hoạch riêng của họ nên rất khó để mời tất cả cùng tham gia. Mặc dù vậy, Hyerim vẫn mong muốn được gặp gỡ các thành viên nhóm trước khi kết hôn. Chúng tôi đã gửi lời đề nghị cho họ và nhận được lời đồng ý. Được biết, cựu idol đã lên kế hoạch mang thai ngay sau lễ tốt nghiệp. Hyerim và chồng chuẩn bị từ tháng 6 năm 2021 để nhắm đến thời điểm lâm bồn là vào tháng 3 năm 2022. Cặp đôi đã đặt nickname cho bé là Saranji với ý nghĩa là tình yêu. Lúc được hỏi về khoảng thời gian chuẩn bị cho ngày trọng đại của mình, giọng ca sinh năm 1992 bày tỏ, bản thân rất hạnh phúc và luôn có cảm giác như đang nằm mơ. Ngoài ra cô cũng cho hay, mình rất vui vì nhận được rất nhiều lời chúc phúc. Bên cạnh đó, Hyerim còn tiết lộ muốn mình và chồng chung sống hạnh phúc như cặp sao Chaeyoung Bio, Shinara hay Choi Minsu, Chungkan. Hyerim, tên đầy đủ Koo Hyerim, là cựu thành viên nhóm Wonder Girls. Cô là người bổ sung vào nhóm sau khi Sunmi rời đi vì muốn tập trung học hành. Trong những năm Hyerim ca hát cùng Wonder Girls, nhóm đạt thành công lớn với các hit Be My Baby, Ladies, Why So Lonely. Năm 2017, nhóm nhạc nữ đình đám K-pop này chính thức tan rã. Đến tháng 1 năm 2020, nữ nghệ sĩ 28 tuổi quyết định rời khỏi công ty quản lý JYP Entertainment và chuyển sang đầu quân cho RRR Entertainment, chung công ty với Jubin, một cựu thành viên Wonder Girls khác.